Xin chào các mẹ đã đến với kênh Bác sĩ sữa mẹ Anh Thi. Hôm nay bác sẽ trả lời giúp các mẹ một câu hỏi, đó là có cần phải hút sữa đúng giờ hay không? Nếu hút sữa hoàn toàn thì các mẹ nên hút đúng giờ một xí để mình giúp cho cơ thể điều tiết sữa một cách nhịp nhàng và đều đặn hơn. Ngoài ra là hút sữa đều đặn nó sẽ giúp cho mẹ tránh được cái chuyện tắc tia. Tuy nhiên là nếu như mà mình hút sữa có bị trễ hơn 15-20 phút thì cũng không sao hết. Bác khuyên là các mẹ nên hút sớm hơn thay vì là để lố lịch. Ví dụ cái lịch của mình hút là 6 giờ và 10 giờ sáng, thì tới cái cử 10 giờ sáng cái khả năng là em bé nó sẽ thức dậy, nó sẽ tè rồi mình sẽ phải lu bu chăm sóc con, khả năng mình sẽ bị trễ cái khung giờ đó. Vậy thì chúng ta hãy hút sữa sớm hơn một xí, ví dụ như là 9 giờ hay 9 giờ rưỡi chúng ta hút cũng được. Chúng ta không cần phải đợi đến đúng 10 giờ mới hút. Việc hút sữa nó sẽ khá là linh hoạt cho các mẹ. Nhưng nếu mà mình để tới 10 giờ mình hút mà con lúc đó dậy khóc rồi mình phải dỗ, mình lu bu với nó tới 11 giờ hay 11 giờ hơn mình mới hút, thì cái việc kích sữa nó sẽ không có được thành công, hoặc là nó sẽ khiến cho người mẹ đó dễ bị tắc tia do cái sữa nó ứ ở trong ngực lâu quá. Nên các mẹ nhớ ha, là khi mà hút sữa thì chúng ta nên hút tương đối đúng giờ. Nếu có trễ chút đỉnh thì cũng không sao cả, trễ khoảng chừng 30 phút đổ lại thôi. Tốt hơn nữa thì chúng ta nên hút sớm hơn thay vì là hút trễ hơn. Và ngoài ra chúng ta để ý là khi mà một đứa trẻ nó bú mẹ trực tiếp hoàn toàn thì em bé nó không hề bú đúng giờ. Cho nên là mình đừng quá căng thẳng là mình phải hút sữa đúng y bon cái giờ đó. Việc đó nó sẽ khiến cho người mẹ rất là áp lực, bởi vì chăm con khóc, con tè, con ị bao nhiêu việc. Mình mà cứ chăm chăm cho cái chuyện hút sữa không thì mình sẽ không có thời gian để mà chăm sóc con. Trường hợp thứ hai đó là trường hợp đối với những mẹ nào đang cho con bú trực tiếp hoàn toàn mà muốn hút sữa thêm một hai cử nữa để có một tí sữa dư, hoặc là các mẹ nào đang kích sữa nhưng em bé chịu bú mẹ và các mẹ đang ưu tiên cho con bú nhiều hơn là hút sữa, vậy thì cái việc hút sữa của mình có cần phải đúng giờ hay không? Đầu tiên là các mẹ nào mà đang cho con bú trực tiếp hoàn toàn mà muốn là có thêm 1 đến 2 cái cử hút sữa nữa thì các mẹ sẽ chọn những cái khung giờ nào. Thứ nhất là con cảm thấy dễ chịu và thoải mái, con nó ngoan, nó không có phải là giờ quấy của con, mình sẽ hút sữa sau khi con bú mẹ. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến cái chuyện con bú. Và mình lựa chọn cái khung giờ tương đối giống nhau giữa các ngày. Ví dụ buổi sáng thức dậy mình cho con bú lúc 6 giờ, xong sau đó mình hút sữa lúc 6 giờ rưỡi hoặc 7 giờ. Thì ngày hôm sau nếu con dậy 6 rưỡi, xong rồi con bú lúc 6 rưỡi, rồi mình sẽ hút sữa vào lúc 7 giờ hoặc là 7 giờ rưỡi. Và mình cố gắng là cố định ở cái khoảng khung giờ đó, chứ không phải thì bữa là hút 6 rưỡi 7 giờ, bữa thì hút 4-5 giờ chiều, chuyện đó là không nên. Chúng ta không cần phải hút sữa đúng bao giờ, nhưng mà chúng ta cũng đừng có hút sữa ở những cái giờ mà nó quá khác biệt nhau. Như vậy cơ thể nó sẽ không hiểu là cái khung giờ nào thì nó sẽ nên sản xuất sữa nhiều hơn. Và ngoài ra khi mà mình hút lung tung, mình hút lúc sáng, mình hút lúc chiều, thì mình sẽ khiến cho cái sữa nó tăng lên, xong rồi mình lại không hút. Thế là cái sữa hôm sau nó sẽ bị ứ lại và nó sẽ dễ tắc tia. Còn đối với những mẹ nào đang kích sữa theo cái hướng là cho bé bú nhiều rồi sau đó mình mới đi hút sữa thì mình cũng sẽ không hút theo giờ luôn. Bởi vì nếu mình hút theo giờ mà mình lỡ cái lúc đó mình hút xong em bé nó lại đòi bú, thì khi mà em bé nó bú sữa nó xuống không nhiều, em bé nó sẽ không khó hợp tác hơn và em bé nó sẽ bú rất là lâu để nó nhận được một cái lượng sữa đủ cho nó. Những mẹ này kích sữa bằng cách là cho bé bú trực tiếp nhiều thì các mẹ sẽ cho bú trước, sau đó các mẹ mới đi hút sữa. Như vậy nó sẽ không có ảnh hưởng đến cái chuyện mà em bé nó bú mẹ, và nó cũng sẽ giúp cho cái cử bú của em bé được thích thú hơn do cái ngực mẹ nó đang nhiều sữa, chứ nó không phải là nó xẹp lép như là khi các mẹ đã hút sữa ra rồi. Nhưng đúng là sữa nó sản xuất liên tục, và khi các mẹ hút sữa ra rồi em bé bú sữa nó vẫn ra tiếp, nhưng chắc chắn là sữa nó sẽ không ra nhanh, nên em bé nó sẽ quạo.
Vậy việc hút sữa đúng giờ là tốt, nhưng chúng ta không cần phải quá căng thẳng tới mức là phải đúng bon giờ. Nếu có lỡ mà có trễ 15-20 phút thì cũng không sao hết. Và chúng ta sẽ ưu tiên là hút sớm hơn thay vì là hút trễ hơn. Và đối với những mẹ nào đang kích sữa bằng cách là cho con bú là chủ yếu thì mình sẽ hút sữa sau khi cho con bú. Và nếu những mẹ nào đang cho con bú trực tiếp hoàn toàn muốn có một ít sữa dư thì có thể hút thêm 1 đến 2 cữ trong ngày và sẽ hút sau khi cho bé bú để mình có thể có một tí sữa dư. Nếu mẹ nào lười hút nữa thì có thể chúng ta sẽ dùng cốc hứng sữa mà không cần phải dùng máy hút sữa. Vậy các mẹ đã có câu trả lời cho việc là có cần phải hút sữa đúng giờ hay không? Bác xin tạm dừng vlog tại đây. Hẹn gặp lại các mẹ trong vlog lần sau.